vì ta cô khóc mến hơn người, vì cô ăn ở có theo thời bao người thương bao cha mẹ đàn trên con dưới nỗi đất xa gần, ta con cô bác ngay khen thầm ước chi ta con sâu là của đội cầm động lên nhận bó hoa tươi thắm của anh Bà Liên. Tin đây kính mời.